Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình và tiếp tục là những video soi kèo trước trận đấu. Ở video này mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Brighton và câu lạc bộ Aston Villa vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2022 giờ Việt Nam, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại 16 Premier League. Và kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó chính là Brighton được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp 0.5. Kèo sẽ được nâng lên 0.75 hạ xuống 0.25 cho Brighton. Trước khi vào nội dung nhận định thì anh em ủng hộ mình một like, một subscribe nha. Anh em có thể truy cập vào fi883.com để có thể tham gia cược cái trận đấu này ha. Rồi, Brighton sẽ đón tiếp Aston Villa tại sân vận động American Express, sân nhà của câu lạc bộ Brighton and Hove. Đây là một cuộc đối đầu mà mình tin rằng Brighton sẽ có cái lợi thế hơn nhiều. Khi mà chúng ta biết rằng hiện tại Brighton họ đang đứng ở một vị trí khá tốt. Họ đứng ở vị trí thứ 7 sau 13 lượt trận thì họ có 21 điểm. Và chỉ cần họ có chiến thắng trong trận đấu này thôi thì họ sẽ có 24 điểm. Ngang nhiên là họ sẽ gọi là vượt qua được Man U. Man U thì tối nay cũng có lịch thi đấu vào rạng sáng ngày mai ha. Thì Man U họ cũng cần phải có chiến thắng thì mới gọi là rất, nếu mà họ để thua hoặc là để hòa thì rất có thể là họ sẽ bị Brighton đá cái vị trí thứ 5 này. Đó. Còn về phía đội tuyển Aston Villa hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ 15. Đấy, hôm vừa rồi thì họ có một trận chiến thắng với cuộc đối đầu với Man U với tỷ số là 3-1, thành tích khá là tốt. Nhưng ngay sau đó thì họ trở về cúp liên đoàn thì họ đã bị MU đánh bại với tỷ số 4-2. Thực sự thì khi mà thầy sa thải huấn luyện viên Steven Gerrard ấy, thì huấn luyện viên Unai Emery lên thì gần như Aston Villa khá là thay da đổi thịt, không còn những series thắng liên tiếp nữa, thua liên tiếp nữa, mà bù lại họ cũng có một số các trận thắng. Còn về phía đội tuyển Brighton thì thời gian gần đây họ thi đấu quá tốt rồi, họ đánh bại Arsenal ở cúp liên đoàn. Đó, đánh bại Wolves, đánh bại Chelsea nha anh em, đánh bại Chelsea. Thì với cái cuộc đối đầu như này thì mình tin Brighton nhiều hơn là Aston Villa với phong độ hiện tại. Mùa giải trước thi đấu hai lượt trận thì cả hai lượt trận Aston Villa đều cầm trước 2-0. Nhưng mà trở lại với trận đấu này thì có lẽ rằng mình tin rằng Brighton sẽ có chiến thắng thôi. Đây, một số các cái đội hình thông số đội hình ra quân của hai bên thì gần như là hai bên có đủ full HD đội hình ra quân. Chỉ có Aston Villa thì thiếu đi trung vệ Philippe Coutinho, khá là đáng tiếc khi mà quân bài trụ lực sẽ bị thay thế, thay đổi bằng Jacob Ramsey. Sơ bộ nó như thế thôi. Và chúng ta sẽ đón chờ trận đấu này vào lúc 9 giờ tối nay nhé. Với cái đấu này mình tin Brighton sẽ có chiến thắng 1-2 bàn. Đấy là nhận định của mình. Còn với anh em thì anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video nhận định kế tiếp.